sáng ngày 28 tháng 8, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam với nhiều hoạt động quan trọng. Trước đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lý Hiển Long là chuyến thăm lần thứ năm của ông tới Việt Nam trên cương vị Thủ tướng. Đây cũng là chuyến thăm nằm trong một loạt sự kiện mà hai bên tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore. Tại lễ đón chính thức sáng ngày 28 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng chụp ảnh chung trước khi tiến hành hội đàm, tham quan trưng bày về mối quan hệ Việt Nam Singapore. Chiều nay, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sáng mai ngày 29 tháng 8. 8 hai thủ tướng dự hội nghị thúc đẩy triển khai thực hiện các dự án hợp tác đầu tư Việt Nam, Singapore. Sau đó, hai thủ tướng và phu nhân gặp gỡ các sinh viên tiêu biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Hai thủ tướng và phu nhân sẽ ăn trưa tại căn tin cùng sinh viên. Chiều tối mai, thủ tướng Singapore Lý Hiển Long rời Việt Nam, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam trong ba ngày. Trước đó, tối ngày 27 tháng 8, sau khi đến Hà Nội vào chiều tối, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã đi dạo phố đi bộ bên Hồ Hoàng Kiếm và thăm đền Ngọc Sơn. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trước đó dùng bữa tối tại một nhà hàng ở phố Yên Thế, trước khi di chuyển đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để đi bộ vào đền Ngọc Sơn.